Xin chào các bạn, hôm nay kênh Design sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng thủ thuật để chúng ta có thể tạo dấu câu cho phông chữ tiếng Anh. Đề phòng cho những trường hợp chúng ta sử dụng các phông chưa được Việt hóa cho các thiết kế của mình. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ cần lấy dấu câu. Vậy thì chúng ta có thể thao tác với bảng clip để tạo dấu câu phù hợp với phông chữ đó. Ví dụ bây giờ tôi đã tạo ra một cụm chữ với phông Chebuchet MS là phông chữ không được Việt hóa. Ở phông chữ này chúng ta chỉ có thể gõ được chữ O mà không gõ được dấu huyền. Khi gõ dấu huyền lập tức nó nhảy phông. Đó, nó đã bị về phông chữ Midas Pro. Vậy thì tôi sẽ để đến chữ O, sau đó tôi sẽ tìm dấu huyền và ghép vào cái cụm chữ hoa hồng này. Tôi sẽ click chuột ra ngoài Advanced bằng công cụ tạo text. Sau đó chúng ta vào Type và vào Glyph. Trong bảng Glyph này, nó chứa tất cả các ký tự, cả các dấu, vân vân, tất cả các ký tự liên quan đến phông chữ mà chúng ta đang lựa chọn. Cụ thể đây chính là phông chữ chúng ta đang lựa chọn, Chebuchet MS. Còn bên này là định dạng các kiểu của phông chữ Chebuchet MS đó, ví dụ như Regular, Italic hoặc là Bold Italic, vân vân. Chúng ta có thể lựa chọn đến ký tự nào đó mà mình muốn bằng cách kích đúp. Bây giờ tôi sẽ tìm dấu huyền ở đây và tôi sẽ kích đúp vào ký tự đấy. Lập tức ở bên ngoài Adblock của chúng ta sẽ xuất hiện dấu huyền cũng là của phông Chebuchet MS. Sau đó chúng ta chỉ việc tắt bảng clip đi và ghép dấu vào với chữ cái của mình. Tuy nhiên các bạn lưu ý về kích thước chữ. Hiện tại kích thước của chúng ta, cái cụm chữ bên dưới này của chúng ta đang là 24,81 point. Tôi sẽ để về 25 point cho chẵn. Và cái phần dấu câu của chúng ta cũng phải tương ứng với kích thước chữ, đó là 25 point. Sau đó chúng ta có thể ghép vào đây. Lưu ý vị trí đặt dấu câu không nên quá xa, cũng không nên quá gần, cũng không check lên trên quá, mà nó phải đúng vị trí tương ứng, nghĩa là nó phải hợp lý. Sau khi đã có cụm dấu và chữ này rồi thì chúng ta có thể group nó lại để tạo sự liên kết, tránh trường hợp nó sẽ rơi mất dấu khi chúng ta di chuyển chữ. Hoặc chúng ta cũng có thể convert cái dấu câu đó bằng lệnh đó là Ctrl Shift O để convert nó trở thành dạng vector để ghép với cụm chữ bên dưới. Hy vọng rằng thủ thuật nhanh gọn này sẽ giúp cho các bạn có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp và tạo ra được nhiều cụm chữ cũng như là phông chữ đẹp. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.